nằm ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi đây được người dân địa phương gọi là làng tỷ phú. Cái tên dễ khiến người ta tưởng đây là nơi mà không ai muốn bỏ đi. Nhưng ít nhất 3 trong số 39 nạn nhân được tìm thấy trên xe vận tải ở Anh tuần trước đã bỏ làng ra đi với hy vọng đổi đời. Nhiều nạn nhân khác có lẽ là người ở những xã lân cận trong huyện. Tất cả xã Đô Thành đây là trước tiên là làm ruộng, đồng ruộng. Nhưng mà sau đó là được đi nước ngoài là làm ăn khấm khá, rất chi là nhiều nhà làm giàu. Nên là rất nhiều người đổ xô là đi cả đường bay thẳng và đường chui sang bên châu Âu. 1 tỷ đồng Việt Nam chỉ bằng khoảng 43.000 đô la, nhưng ở vùng quê như xã Đô Thành, số tiền này có thể xây được cơ ngơi rộng lớn. Do đó, nhiều nông dân ở đây sống trong những biệt thự sang trọng, xây bằng tiền do người thân đi lao động ở nước ngoài gửi về. Anh Bùi Trung xây căn biệt thự này bằng tiền kiếm được ở Anh mấy năm trước. Ở đó, anh làm việc ở một trang trại cần sa và một tiệm nail. Mỗi tuần, anh kiếm được khoảng 640 đô la. Là đi nước ngoài thì cái xa này, cũng như tỉnh Nghệ An này, người ta có nền tảng từ năm 90 rồi. Có nền tảng đấy. Cho nên là ví dụ cứ kéo nhau đi dần dần, rồi quen biết rồi cứ đưa nhau đi dần dần thế thôi. Còn ở nhà ta đây thì em thấy công việc thì không có. Nhưng phải đi nước ngoài kiếm sống đi. Ngoài chuyện việc làm, còn một số nguyên nhân khác khiến nhiều người Việt Nam ra đi, trong đó có thảm họa môi trường. Năm 2016, nhà máy thép Formosa thải hóa chất độc hại ra biển, gây ra một trong những thảm họa môi trường tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam, khiến người dân 4 tỉnh ven biển miền Trung điêu đứng, biểu tình rầm rộ nổ ra khắp cả nước. Được đấy thì cá thì nhiều. Khi mà 2016 cho đến bây giờ là cá nó thất thoát lắm. Cái gió chỗ lên ô nhiễm mới thôi chứ cá lên nó thất thoát. Thế còn chúng tôi thì lại ra ngoài xa bờ làm ngoài đảo Hoàng Sa thì ra ngoài đó mà làm á. Thì còn Trung Quốc ăn bá chủ. Có khi mà không gặp được nó thì cũng đang đờ, mà khi mà gặp được nó là anh lấy vôi anh xả. Mình không thoát là phải đắm tàu luôn. Có nhiều tàu phải đắm với hẳn thôi. Theo lời linh mục Đặng Hữu Nam, thảm họa Formosa đã dẫn đến làn sóng di cư ra nước ngoài. Chúng ta thấy rằng là cái đời sống của người dân miền Trung này vốn chỉ đã khó khăn từ xưa, bởi vì đây là mảnh đất khô cằn sỏi đá. Thì nó vốn chỉ là như thế rồi thì thêm cái thảm họa nữa thì nó càng bi đát hơn, nhất là đối với những người dân miền Trung lại càng vô cùng thê thảm. Và vì thế thì cũng có một cái phong trào di dân và bỏ chạy. Một lý do quan trọng của tình trạng bỏ nước ra đi là sự khuyến khích của nhà nước Việt Nam qua cái gọi là xuất khẩu lao động. Con đường xuất khẩu lao động thì bởi vì là cái việc làm hiện nay ở địa phương thì cũng hơi khó khăn. Hai nữa là xuất khẩu lao động thì đó là một cái chương trình giải quyết việc làm mà có thể nói rằng là cũng tạo cái thu nhập cho người dân cũng tương đối khá, cho nên là người ta chọn con đường xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động cũng đem lại nguồn lợi khổng lồ cho nhà nước. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2018, người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước gần 16 tỷ đô la, hơn gấp đôi so với thặng dư mậu dịch của Việt Nam cùng kỳ. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy lượng kiều hối tăng 130% trong 10 năm qua. Còn theo báo chí trong nước, riêng ở tỉnh Nghệ An, mỗi năm lượng kiều hối đổ về là khoảng 255 triệu đô la.